Chào các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết, cái chai keo silicone này, trường hợp mà chúng ta sử dụng còn dư á, mà các bạn chưa biết cách bảo quản thì chỉ cần chúng ta để ít ngày sau thôi là nó sẽ bị đông cứng ngay. Có phải các bạn? Rồi, clip này mình chia sẻ cho các bạn cách bảo quản này. Rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả luôn. Bước đầu tiên các bạn đẩy keo lên. Rồi các bạn cho ít vào cái đầu của cái nắp này. Các bạn miết kín lại. Rồi chúng ta lại đẩy thêm keo lên. Các bạn bôi keo xung quanh cái vành của nắp này. Đây nha các bạn nhớ mít kín nha. Rồi các bạn đẩy thêm lên một ít keo giống thế này, chúng ta mít kín luôn. Các bạn cố gắng mít càng kín càng tốt. Rồi bây giờ các bạn xoay nắp vào như bình thường. Rồi các bạn là tiếp tục dùng ngón tay miết kín xung quanh. Nó chỉ cần các bạn làm đơn giản vậy thôi. Đảm bảo nó sẽ không bị đông cứng nữa.